Vụ đầu độc trà sữa ở Thái Bình, những nỗi đau ở lại. Trang chính là kẻ đã bơm cyanua vào trà sữa với mục đích đầu độc người chị họ để cướp anh rể, nhưng lại khiến chị Nguyễn Thị Hạnh, 29 tuổi, nhân viên điều dưỡng khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người. Trang chính là kẻ đã bơm cyanua vào trà sữa với mục đích đầu độc người chị họ để cướp anh rể, nhưng lại khiến chị Nguyễn Thị Hạnh, 29 tuổi, nhân viên điều dưỡng khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong vì uống phải cốc trà sữa này. Dù may mắn thoát chết, nhưng giờ đây chị Y lại là người đau đớn khi biết chính chồng và đứa em họ phản bội. Xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, cách thành phố Thái Bình chỉ 8 km. Đến khu vực này, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng bởi câu chuyện động trời do Trang gây nên. Nhà chị Y ngay gần đó là một cửa hàng nhỏ. Bà N, mẹ chị Y đang bán hàng, cho biết con mình đi làm chưa về. Trước đây gia đình bà chỉ chú tâm vào làm ăn buôn bán, không hay biết chuyện gì, cho đến khi chị Y bị đầu độc hụt bằng trà sữa. Tạm thời gia đình cho Y về sống cùng để trấn tĩnh lại, bớt suy nghĩ đi. Bà N nói, cách đó chưa đến 1 km là nhà của Lại Thị Kiều Trang. Từ đầu đường, khi chúng tôi hỏi nhà Trang, một bà cụ ái ngại, bố mẹ cái Trang đều là người hiền lành, tử tế. Ông D hay ra đây uống nước lắm, nhưng từ khi xảy ra chuyện, ông ấy gầy hẳn đi, thi thoảng ra ngoài, còn bà vợ thì ở hẳn trong nhà. Nghe chúng tôi gọi cửa, ông D bước ra, gương mặt bần thần, hốc hác sau cú sốc. Em nó đã chót dại thì phải chịu hình phạt trước pháp luật. Giờ gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn cả, biết chia sẻ với ai, mà làm gì có ai đồng cảm với mình. Khi bị bắt, Lại Thị Kiều Trang khai, từ tháng 1 năm 2019, giữa Trang và anh Quy, chồng chị Y, nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10 năm 2019, anh Quy muốn dừng lại mối quan hệ này, nhưng dẫn đến việc Trang buồn chán. Khoảng đầu tháng 11 năm 2019, Trang đã mua cyanua trên mạng Internet để tự tử. Nhưng do ghen với vợ anh Quy là chị Y, nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết chị này. Biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 2 tháng 12 năm 2019, Trang đã mua 6 cốc trà sữa về nhà và bơm cyanua vào 4 cốc. Sau đó giả là người nhà bệnh nhân mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình gửi cho chị Y. Nhắc lại chuyện uống trà sữa, chị Phan Thị L, người may mắn không uống phải cốc trà sữa có độc tố, vẫn chưa hết hoảng sợ, bởi chị và con chị đã uống đúng vào 2 cốc không có độc. Chị L kể rằng khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 12, một người phụ nữ mang trà sữa đến cùng phong bì và túi hoa quả. Đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ có khi Hạnh mất rồi, còn không biết là chết do đâu. Lúc đó Y không có ở khoa nên tôi gọi, và cô ấy nói hôm nay phải đưa con đi học nên mọi người cứ để tủ lạnh. Mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là món quà một người bệnh nhân nào đó đến biếu. Chị Linh kể, đến khoảng 17:30 chiều 2 tháng 12, con trai chị L tan học đến cơ quan chờ mẹ đưa đi về nhà. Đến khoảng 17:30 chiều 2 tháng 12, con trai chị L tan học đến cơ quan chờ mẹ đưa về nhà. Cháu thích thú khi biết có trà sữa, nhưng chị L khuyên con ăn cơm xong mới được uống. Đến 6 giờ chiều, chị mời ông D lên ăn cơm cùng, rồi mời vị trưởng khoa uống trà sữa cùng mình, nhưng ông từ chối do có việc bận. Hai mẹ con tôi lúc đó cùng lấy 2 hộp để uống. Con trai tôi uống hết luôn 1 hộp, còn tôi uống được 1 nửa, rồi đi kiểm tra buồng bệnh. Nửa còn lại cất vào tủ lạnh. Biết được thông tin trong 6 cốc trà sữa thì 4 cốc có độc, 2 cốc không có độc, tôi bủng rủng cả người. Số Hạnh khổ quá, từ khi em nó ra đi chúng tôi đau xót lắm, thương 3 đứa nhỏ.
Chúng tôi tìm đến gia đình chị Hạnh, người phụ nữ xấu số khi vô tình uống phải cốc trà sữa có độc. Buổi sáng 3 tháng 12 định mệnh ấy, chị đi làm bình thường, đến 10 giờ cùng ngày chị mở tủ lạnh lấy cốc trà sữa trân châu ra uống rồi tử vong ngay sau đó. Cái chết của Hạnh đã khiến hoàn cảnh gia đình vốn đã chênh vênh nay còn ngặt nghèo hơn. Khi để lại 3 đứa con thơ dại, bố Hạnh mất sớm, mẹ đã già cả, chưa biết sẽ phải bấu víu vào ai sau sự ra đi oán nghiệt của con gái.